trong ngày lễ tình yêu hay mỗi dịp kỷ niệm tình yêu, hoa hồng thường trở thành món quà không thể thiếu trong việc thể hiện tình cảm của cánh mày râu. Nhờ sự quyến rũ bởi màu sắc trên từng cánh hoa, sự ngọt ngào thơm dịu nhẹ phảng phất của hương hoa, món quà này không chỉ mang lại cảm xúc tuyệt vời cho phái nữ mà còn mang lại giá trị kinh tế cao cho hàng triệu hộ dân trồng hoa trên cả nước. Vậy Valentine của những nông dân trồng hoa hồng năm nay thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngay sau đây. 5 năm trước, những bông hồng như thế này là món quà lãng mạn mà chị Huyền nhận được mỗi dịp Valentine. Này, những bông hoa hồng này không chỉ gợi lại những kỷ niệm thuở mới yêu mà còn là niềm tự hào với vợ chồng chị. Bởi sau bao năm vất vả, vợ chồng chị đã gây dựng nên 2,5 hecta hồng cảnh và hồng thương phẩm này. Ngày xưa lúc mà mới yêu nhau ấy thì cũng rất là hay tặng hoa. Nhưng mà từ cái ngày mà lấy nhau là bước vào làm nghề hồng rồi, thường xuyên ngày nào mình cũng tiếp xúc với hoa, cũng làm hoa ấy. Nên là cái đấy, cái hoa đấy cảm thấy rất là bình thường. Thì thỉnh thoảng hai vợ chồng mà cứ đang tỉa hoa thì có những cái ruộng mà nhiều hoa ấy. Thì anh cũng hay kiểu trêu là cắt một lắm hoa rồi tặng vợ, quay lại tặng vợ, cũng kiểu hơi lãng mạn một tí. Không quà mà cũng chẳng hoa. Sau 26 năm kết hôn, với chị Mùi, ngày Valentine năm nay, mong ước của chị chỉ đơn giản là về nhà nấu một bữa cơm gia đình và hoa bán được thuận lợi. Tôi mấy ông xã nhà tôi là kết hôn khoảng được 26 năm rồi. Tôi muốn là ông xã nhà tôi là đưa tôi đi chơi, về nhà là thổi một bữa cơm cả gia đình ăn. Người làm ra hoa thì rất là nhiều hoa rồi, cũng không mong muốn là một điều gì của chồng với con tặng cho mình hoặc là người thân tặng đến cho mình là hoa, bởi vì mình làm ra hoa rồi. Bây giờ mình chỉ mong muốn ước ao một điều là mình sống hạnh phúc giữa chồng với các con. Trong ngày Valentine này thì cô cũng không mong muốn điều gì hơn, chỉ cần là chồng con mang lại hạnh phúc đến cho mình. Để có được những bông hoa như thế này, những người trồng hoa phải dày công chăm sóc ít nhất 6 tháng. Tại Mê Linh, thủ phủ trồng hoa hồng của Hà Nội, hiện có khoảng 240 hecta diện tích với 3.000 hộ tham gia trồng hoa. Nhờ hoa hồng ngày càng được ưa chuộng, nhất là các dịp lễ, thu nhập của mỗi gia đình lên tới 500 triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng mỗi năm.